Sao số ba xui quá vậy? Đi vòng vòng đã rồi kết thúc và giờ không muốn. Thôi vậy ba mở nhạc đi, radio music đi. Thôi nói chuyện đi, không biết muốn nghe nhạc đâu. Trời ơi, cái nhà này có ba người mà không ý ai giống ai. Thôi ba kể chuyện cho ba về how to be the have superpower đi. Có nhiều người họ có superpower, họ nhai than được đó. Now you know what that is? What? You know that before I can see through your stuff. Before I can see through stuff. See through stuff, huh? Okay. I was practicing way harder and harder to get my superpowers. Mấy sinh học có đó ở đâu hả? Hoarder, hoarder. No. I try really, really, really hard to hold. See through stuff. You know that? Giống tiếng Anh quá hả? Hard, hard. Đại diện. Nó là tiếng Anh luôn. Tại vì khi con bài nói. Được rồi, con nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt đi. Trước khi mà con có thể thấy Là khó. Ngày nào cũng hoạt hoạt động, còn không có thời gian đi chơi tí xíu nữa. Không được chơi tí xíu nào nữa hả? Tôi con chơi có thể tôi khi bác tôi khi ông ngoại bên nhà và bà ngoại bác không phải chơi. Không phải chơi chứ con đâu có là người cha bật đâu. Nhưng mà mấy trò chơi đó cũng là những trò chơi rất là hai lần xích kẻ trốn mà tìm hả? Ok. Hai lần trốn tìm nè. Để cho trốn tìm hả? Dạ. Còn một cái nữa là dạ, còn một cái nữa. Dạ, con cần chơi chạy đua nữa nè. À, mới chạy đua luôn hả? Cái loại đó thì con phải thấy được phía thì phải thấy được những chỗ để cho con những cái loại đó thì con có thể phải qua, con có thể phải làm được, con có thể phải ngày cũng những trò chơi đó thì thấy là con chốt vì như vậy thì chốt vậy thấy quá khứ thôi à. Tại vì khi mà con thấy ra khứ con phải thấy người, con phải thấy ông ngoại đang đi chứ con mới có thể thầy biết được, con đâu có thể dùng giọng thôi đâu. Con thấy xuyên qua được luôn hả? Con phải bắt đầu ngày qua ngày, con lúc nào cũng phải phát, lúc nào cũng practice. Okay. Không có thể trò chơi cũng giúp practice. Thấy quá khứ để cho con có thể thấy được ông ngoại hơi buồn ngoại để cho con có thể như vậy mà thấy xuyên qua lớp nữa tất cả hả? Thì con có thể thì con mới có thể yên tâm được mà. Yên tâm cái này rồi làm sao để yên tâm xuyên qua, thấy xuyên qua tất cả hả? Nhưng mà nó cũng rất là khó. Dĩ nhiên rồi. Dạ khi dạ cả khi con đã có rồi con vẫn còn phải practice nữa đó. Vậy đó hả? Nó phải practice, nó phải tập hả? Dẫn tập và rèn luyện hả? Cái này nữa. Tập tành hả? Chứ sao mà nói dễ được đâu. Nhớ lại mình cũng ba ơi. Hả? Ba cũng ba có biết là con vẫn còn quên. Con ba có biết là con vẫn còn practice on one of the powers. Really? Fire powers. What fire powers that? Yeah, I really practice on that powers.
là khi đi ra ngoài mình cũng trời nóng, khi mình có thể bây giờ mà ráo mình cường nó có thể để cho trời nóng, còn muốn có thể cho trời lạnh luôn. Mặc áo mình cường như vậy để cho con có thể biết có thể bị an toàn. Và tôi con là có thể dùng mấy cái áo lạnh mà nó chuẩn không có thể để làm được cái gì đâu. Yeah. Thôi con phải dùng những cái áo lạnh mà nó không có giúp cho con. Tại mấy cái loại áo lạnh đó chỉ có thể tới nè, bên trái nè em. Nhanh vậy. Rồi đi nữa. Đang biểu của sao chưa tới nữa hả? Ở chưa tới nè. Dạ, thì nó hơi khó xem. Are you asking daddy not you, mom? Yeah, hey, I'm a rhythm này bên đó nó bên này. Nó đâm vô đây nè. Ơi. Yeah, nói đi con. Có bao giờ daddy, do you ever see? Nó gần vườn táo à? In a quarter mile, turn left onto Arboretum Drive. I'll be with them, Brian. Anh, bên đây là vườn táo nè. Có phân số. Đây là vô Arboretum nè. University Minnesota đúng rồi nè, University Star nè. Này, let's go, Arboretum. Turn left onto Arboretum Drive, then you'll arrive at your destination. You've arrived. Cái này vườn hoa này con. Ủa sao có tới chưa? Sắp rồi. Wow. Daddy. Gì con? Nói đi con. You remember the movie of if you ever see this tree, one and yell for help. There might be some those trees. Dad. Dad. Huh? Do you remember the I'm just a truck here, don't Mom. Do I remember what? This is important. You guys have to know and remember. Dad, do you remember the movie of if you ever see this tree one and yell for help, there might be some tree that we have seen in the movies. Hmm. So we have to be careful of those three, okay? Ủa nó làm chậm chạp vậy hả? Dad, are you even listening? Yeah, I remember that movie. There might be some of the three in the movie. Mấy đồng một đồng thôi em? Không biết bao nhiêu? Không biết là 8 đồng một người. Do sao? We have to repeat again? Yeah, chờ chút xíu để ba la qua cái vượt qua cái ải này hắn nè, cái cửa này nữa nè. But this is the last one. Chờ đi, chờ ba nói chuyện. Một sách 10 đồng, 20 đồng. Nếu mà không đủ thì em đưa thêm cho. Như con nhất free rồi. I'm not gonna be free again. Khoan nói chuyện, đợi xuống xe nói chuyện được. Ủa? Ủa? Sao bên kia nó vô riêng được vậy? Vậy là mình đi lộn rồi hả? Tụi nó có pass rồi này. Nghĩa là sao? Hi. How you guys doing? Good. Good. One adult? Two adults and, and 1 7. Sure. $15 per adult, so 30 total. Oh, do they move? Take cash or card? Cash or card, huh? Okay. Who would use cash to buy something? Perfect. 30 on there, I'll be right back. Yeah. Yeah, chậm vậy hả? Con biết sao nó lại chậm như vậy đó. Tại sao? Wow, 15 là một người hả đi? Nè, mình không chịu hỏi trước mình. 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều anh ơi. Người cha phải cầu 4 giờ rưỡi chiều, are you kidding? 6 p.m.
No, cái đó là mấy cái khác. Còn hour là đến 8 giờ nó mới đóng cửa lại. Tới sunset. Ông cần biết khi nào lâu 8 giờ tối. Receipt card, receipt and map, parking top the hill to the right. Top hill to the right. Thank you. Thank you. Hey. Can you ready to listen? Maybe I'm still looking for the. Con ba còn chưa đến chỗ đậu xe được nữa, ba đang vất vả kiếm chỗ nè. Con hối ba những gì con. Top of the hill to the right. But this is very important. Important cũng phải chờ thôi. Đợi ba kiếm chỗ đậu xe. More important. It's the most important thing. Are you? That you is that you will be here. Có hồ nữa kìa. I mean, we don't know where we're going, Sadapti. We have to go walk around. I don't think it's time for Sadapti. Can I tell you something? Can I tell you now? Okay, nói đi, ba đang nghe. Cho ba nó chạy luồn luồn vòng trước khi ba đậu. Mẹ! Tìm cái nào gần nhất đậu chứ, Honey. Honey, bây giờ Honey phải vô đi, đi bộ xa xa. Honey, đợi. Mình chạy vòng để mình biết. Đây là lần cuối cùng con nói rồi đó nha. Bớt ồn ào đi nha, đi chơi. Cái này park không lát thôi mà. This, ba còn chơi đậu xe được nữa. This is the important ending to my stay that you have to be careful of. That why I'm in a bad mood when I'm telling you this. Nói đi, giờ ba nghe nè. You remember the movie, yeah, run away from the tree. Nè, con đã đóng vô nè, che cái đầu. Ba nhớ cái đó rồi, ba nhớ đó rồi, ba remember nữa. Mẹ không có coi mà không có biết. There might be some of the tree that we have watched in the movie. And we have gonna be seeing it again. Out here. So we have to stay together. Be careful. So we all know. So we all gonna know.